Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục Sống khỏe trẻ đẹp mỗi ngày của kênh Phạm Gia Nutrition Channel. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi và tham khảo những nội dung bổ ích ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, đường tinh luyện là đường được sản xuất trực tiếp từ cây mía. Đường tinh luyện sạch và có độ tinh khiết rất cao, có thể lên đến 99,9% độ pol nên còn được gọi là đường trắng tinh khiết. Bất kể là món ăn, gia vị hay là nguyên liệu nào cũng thế, đều mang tính hai mặt của nó, bao gồm mặt lợi và mặt hại. Đường cung cấp năng lượng và nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể như vitamin C, B1, B6 vân vân. Tuy nhiên, việc lạm dụng quá nhiều đường lại gây tác hại không ngờ đến sức khỏe. Đường trắng, sát nhân còn khủng khiếp hơn cả thuốc phiện và chiến tranh. Vậy vì sao đường tinh luyện lại gây hại cho sức khỏe? Những tác hại khủng khiếp từ đường tinh luyện. Theo các kết quả nghiên cứu khoa học, khác với đường mía thô tạo thành từ các chuỗi dài của sucrose, đường tinh luyện là một hình thức đơn giản nhất của đường mía nên khi ăn vào ngay lập tức được hấp thụ vào máu và giải phóng năng lượng. Trong trái cây và ngũ cốc cũng chứa đường, tuy nhiên, trái cây nguyên quả và ngũ cốc nguyên hạt có chứa chất xơ để làm chậm quá trình hấp thụ đường trong cơ thể, giúp bạn hấp thụ dinh dưỡng an toàn và không hại cho sức khỏe như đường tinh luyện. Tiếp theo, ăn đường sẽ sinh ra nhiều nước và CO2. Đường tinh chế là calo rỗng vì không có các vitamin khoáng chất cần cung cấp cho sự chuyển hóa chính nó. Nên khi ăn đường trắng, cơ thể phải huy động vitamin, khoáng dự trữ ở từ các bộ phận khác trong cơ thể để tiêu hóa đường tinh luyện lấy đi các khoáng chất từ cơ thể. Chúng làm ước chế quá trình hấp thụ chất khoáng, nhất là magie. Bởi khoáng chất này là yếu tố cực kỳ quan trọng cho hơn 300 quá trình trao đổi chất. Theo nội dung trong tư liệu nghiên cứu phòng và trị bệnh theo phương pháp Osawa, thì đường thô thiên nhiên chưa tinh chế, còn có các chất khoáng như canxi, kali, các sinh tố B1, B6 ít gây tổn hại cho xương và ít làm chua máu hơn đường cát trắng. Nguyên nhân là bởi đường cát trắng khi đi vào cơ thể sẽ tạo phản ứng axit làm chua máu, dẫn đến loáng xương và sâu răng. Hơn thế, trong quá trình sản xuất đường trắng phải can thiệp hóa chất và công nghệ để đường có màu trắng tinh, đẹp mắt. Thứ gia vị mà chúng ta tưởng sạch, an toàn, thực chất lại không sạch và an toàn như chúng ta vẫn lập tưởng. Và sau đây là những tác hại kinh hoàng của đường tinh luyện với sức khỏe của chúng ta. 1. Đường tinh luyện gia tăng nguy cơ gây ung thư Nguyên nhân là do đường tạo ra đột biến gluco, buộc tuyến tụy sản xuất insulin thường xuyên hơn, khiến tuyến tụy làm việc quá sức. Do đó, cơ thể dần mệt mỏi và dễ mắc bệnh tiểu đường. Và khi tuyến tụy bị cạn kiệt, không thể cung cấp các enzyme proteolytic đủ để bao vây các tế bào ung thư, nó sẽ không còn khả năng ngăn chặn loại tế bào này lan rộng khắp cơ thể. 2. Đường tinh luyện và đường fructose lấy đi các khoáng chất từ cơ thể. Chúng cũng làm ức chế quá trình hấp thụ chất khoáng, nhất là magie cực kỳ quan trọng cho hơn 300 quá trình trao đổi chất. Từ đó, khiến sức đề kháng của cơ thể bị giảm sút, các vi khuẩn và mầm bệnh dễ xâm nhập vào cơ thể. 3. Do chứa năng lượng rỗng, ăn nhiều sẽ gây cảm giác no, nhưng thực chất chúng không chứa bất kỳ dưỡng chất nào nên đường tinh luyện không tốt cho sức khỏe của người sử dụng, đặc biệt là trẻ nhỏ đang ở độ tuổi phát triển. Chúng làm cho lượng calo nạp vào cơ thể mỗi ngày nhiều hơn năng lượng calo bị đốt cháy, làm tăng nguy cơ béo phì ở trẻ em. 5. Đường có tính gây nghiện. Nó kích thích hệ thống thần kinh trung ương, tạo cảm giác thèm ăn, buộc cơ thể phải nạp các loại thực phẩm chứa đường ngay lập tức. Đó là lý do tại sao nhà sản xuất luôn cho thêm đường vào các loại bánh kẹo, nước giải khát và đồ ăn nhanh. 6. Đường tinh luyện gây các bệnh về tim mạch. Một cuộc nghiên cứu trên tập Stan Hiệp hội Y khoa Mỹ cũng cho biết, tiêu thụ quá nhiều đường sẽ thúc đẩy gia tăng mỡ máu và do đó tăng nguy cơ mắc các chứng về tim mạch. Ông Jin A. West, tác giả nghiên cứu cho biết, càng tiêu thụ nhiều đường, càng gia tăng nguy cơ mỡ nhiễm máu và chỉ số triglyceride cao, mức cholesterol tốt giảm, cholesterol xấu tăng nhanh, làm trầm trọng hơn tình trạng bệnh. 7. Đường tinh luyện làm giảm thị lực theo báo cáo của Hội đồng Chống Cận Thị Nhật Bản, lượng đường nhiều trong cơ thể còn ảnh hưởng tới lượng canxi trong cơ thể, làm tăng khả năng đàn hồi của nhãn cầu. Đường kính nhãn cầu dễ tăng, mức độ cận thị vì vậy cũng tăng theo. 8. Đường phá hủy các lớp collagen của da, làm mất đi tính đàn hồi của các mô da. Càng nhiều đường trong máu thì càng đẩy nhanh quá trình lão hóa, da càng nhiều nếp nhăn, đường tinh luyện là kẻ thù của sắc đẹp với những kết quả nghiên cứu khoa học đã được chứng minh ảnh hưởng tiêu cực của đường tinh luyện lên sức khỏe của con người các bác sĩ đều đưa ra lời khuyên phải giảm hoặc thay thế đường trắng bằng các chất tạo ngọt lành tính khác hy vọng rằng nội dung trong chuyên mục ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị và các bạn chúng ta hiểu hơn về tác hại nguy hiểm của đường tinh luyện và có sự thay đổi trong thói quen sử dụng đường của mình khoa học và an toàn hơn cho sức khỏe của mình chúng ta hãy cùng nhau chăm sóc sức khỏe chủ động của bản thân và những người thân yêu trong gia đình. Thưa quý vị và các bạn, với những thông tin vừa rồi, cũng đã kết thúc nội dung của chuyên mục Sống khỏe trẻ đẹp mỗi ngày kỳ này của Phạm Gia Nutrition Channel. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị và các bạn đã có thêm những kiến thức bổ ích cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chuyên mục lần sau.